Ngày 15 tháng 6, Ukraine cho biết là Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía bắc vùng Luhansk. Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết là Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía bắc vùng Luhansk và đang cố gắng tấn công đồng thời trên 9 hướng. Trong khi đó, thì Ukraine được cho là đã phớt lờ tối hậu thư của Nga về việc đầu hàng ở thành phố Severodonetsk, miền đông nước này và đồng thời kêu gọi thêm vũ khí từ các nước phương Tây. Ngày 15 tháng 6, Tổng thống Ukraine thông báo ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 được tổ chức ở Đức vào cuối tháng này. Ông Zelensky cũng cho biết là tham dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay sau đó ở Madrid, Tây Ban Nha, theo lời mời của Tổng thư ký NATO. Tuy nhiên, thì các nhà lãnh đạo Ukraine cho biết là không biết tham gia theo hình thức trực tiếp hay là trực tuyến. Tổng thống Ukraine hoài nghi cam kết của chính phủ Đức khi mà nhiều khí tài hiện đại mà Berlin hứa hẹn chưa được chuyển cho Kiev. Ông cho rằng tất cả các nhà lãnh đạo của các nước đối tác, trong đó có Thủ tướng Đức, hiểu rõ những gì Ukraine cần. Vấn đề là những đợt viện trợ vũ khí từ Đức vẫn không được như kỳ vọng. Thủ tướng Đức cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, thì Đức đến nay chưa chuyển giao những khí tài hiện đại này cho Ukraine, khiến lòng tin của Kiev và các đồng minh với chính quyền Thủ tướng đang dần suy giảm. Ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước NATO họp nhóm tại Brussels, Bỉ đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến. Trong đó thì bao gồm các loại vũ khí hạng nặng lẫn các hệ thống tấn công tầm xa. Gói viện trợ cụ thể sẽ được thông báo khi mà các nước NATO họp nhóm thượng đỉnh vào cuối tháng này tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong khi đó thì NATO chưa công bố cụ thể thì các loại vũ khí viện trợ cho Ukraine. Trong chiều ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Ukraine một gói thiết bị quân sự tiếp theo trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm nhiều loại pháo tầm trung cũng như là tên lửa chống hạm. Hiện Mỹ vẫn là nước đang viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine. Mới đây, khi phát biểu tại Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng Mỹ đã có những danh sách việc làm có thể giúp cho Tổng thống Putin tháo gỡ các vấn đề an ninh mà ông ấy vướng phải. Nhưng ông Putin không muốn dùng ngoại giao mà quyết định phát động cuộc xâm lược bất công và vô cớ vào Ukraine. Bày tỏ hy vọng rằng sau khi nghiên cứu các bằng chứng về nỗ lực ngoại giao của Mỹ, thì Hà Nội vốn có quan hệ lâu năm với Nga và Ukraine sẽ có lập trường đúng đắn trong vấn đề này. Bởi quan điểm của Hà Nội trong cả hai cuộc bỏ phiếu chống Nga tại Liên Hợp Quốc đều không hợp ý chính quyền Mỹ. Trong một cuộc họp báo đặc biệt gần đây, Đại sứ về Tư pháp Hình sự Quốc tế Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tất cả các bên hỗ trợ các lực lượng quốc tế để điều tra các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Theo quan điểm của Mỹ là một cuộc điều tra cụ thể, công bằng, thu thập đầy đủ thông tin sẽ đảm bảo lợi ích của các bên. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay Mỹ đã đọc các báo cáo của phía Nga trình Liên Hợp Quốc, trong đó thì có các bằng chứng về tội ác chiến tranh ở Ukraine ở Donbass trong 8 năm qua. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ tư sau khi kế hoạch bao vây kiểm soát Kiev bất thành, thì quân đội Nga chuyển trọng tâm giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự sang vùng Donbass miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, thì ở hai giai đoạn này, thì quân đội Ukraine vốn lép vế về binh lực đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Giới chức Ukraine cũng không phủ nhận điều này và mô tả tình hình ở Donbass hiện nay cực kỳ khó khăn. Giới chức quân sự và các nhà phân tích đều tin rằng cuộc chiến ở Donbass có ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, thì cuộc chiến ở miền Đông đang bộc lộ ra những bất lợi của Ukraine. Một trong những bất lợi lớn nhất là sự phụ thuộc vào khí tài của phương Tây, đặc biệt là vũ khí hạng nặng. Nếu như ở giai đoạn đầu phương Tây chủ yếu chuyển cho Ukraine các vũ khí cỡ nhỏ thì mang tính phòng vệ như là tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai, thì hiện giờ họ bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng với lý do tính chất của cuộc chiến đã thay đổi khốc liệt hơn nhiều. Tuy nhiên, thì ngay cả khi các nước phương Tây viện trợ khí tài lớn cho Ukraine, để vận chuyển chúng đến Donbass không hề dễ dàng trong bối cảnh hạ tầng giao thông bị phá hủy và những lô vũ khí này trở thành mục tiêu của hỏa lực tầm xa Nga. Hơn nữa, việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng khí tài hiện đại của phương Tây cũng là một trở ngại lớn và ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến cho Ukraine không thể phát huy lợi thế trên chiến trường. Trong khi đó, thì địa hình ở Donbass cũng không giúp Ukraine phát huy lợi thế tác chiến đô thị như từng thấy ở Kiev. Vùng Donbass có diện tích rộng lớn lên tới 50.000 km2 tiếp giáp với Nga ở cả phía Bắc và phía Nam. Với địa hình chống trải tầm nhìn không bị hạn chế, thì các lực lượng quân sự có thể sử dụng đạn pháo tấn công từ xa nhằm vào vị trí của đối phương. Hai bên sẽ tìm cách bao vây đối phương, sau đó dùng pháo binh để tấn công. Giới phân tích nhận định là cuộc chiến ở Donbass về cơ bản sẽ là cuộc chiến pháo binh. Ở thời điểm này thì Ukraine đang ở thế bất lợi hơn do hỏa lực hạn chế. Ukraine cũng bị áp đảo về lực lượng binh sĩ, một phần do không thể mạo hiểm tập trung lực lượng từ miền Bắc và miền Tây cho mặt trận miền Đông. Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine. Về tình hình chiến đấu của quân đội nước này tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những đợt tấn công trong 24 giờ qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng phòng thủ của Ukraine.
Trong đó, một nhà kho lớn chứa số lượng đáng kể vũ khí và đạn dược mà các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chuyển cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị phá hủy. Một nguồn tin cho biết, trong số vũ khí trên có nhiều lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm được Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tấn công vào căn cứ không quân Voronezh của Ukraine và vô hiệu hóa nhiều thiết bị hàng không tại đây. Nhiều ga đường sắt với nhiệm vụ trung chuyển vũ khí mà phương Tây hỗ trợ cho Ukraine cũng đã bị tấn công dữ dội. Cuối cùng, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thêm một cường kích bom Su-25 của Ukraine đã bị Nga bắn hạ trong ngày hôm qua. Quân đội Nga cho biết sẵn sàng mở lại hành lang nhân đạo cho dân thường di tản khỏi nhà máy hóa chất Azov trước những lo ngại lực lượng Ukraine có thể phá vòng vây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã đề nghị Moscow mở một hành lang nhân đạo cho phép dân thường di tản khỏi nhà máy Azov, đồng thời khẳng định quân đội Nga sẽ tạo điều kiện để quá trình này diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ kế hoạch này do tất cả các cây cầu nối giữa hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk đều bị phá hủy. Moscow cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng việc di tản để rút các đơn vị đang cố thủ ở Azov khỏi vòng vây. Thay vào đó, phía Nga đồng ý cho phép thường dân di tản về phía thị trấn Svatopol do lực lượng ly khai Lugansk kiểm soát. Phía Nga cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc quân đội Ukraine sẵn sàng cho phép dân thường rời khỏi Azov, đồng thời cáo buộc binh sĩ Ukraine đang lợi dụng người dân làm lá chắn ngăn lực lượng Nga tấn công vào nhà máy. Ngày 15 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow sẽ chấm dứt hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine nếu thấy phù hợp. Ông nhấn mạnh cam kết kiên định của Nga nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu chiến dịch quân sự. Ngoài ra, ông Ryabkov cho biết nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức của ông không sẵn sàng đàm phán, nếu những người đứng sau ông tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, bơm vũ khí cho Ukraine một cách điên cuồng, đó sẽ là lựa chọn của họ và điều đó thật đáng buồn và Nga sẽ không thể rút lui. Điện Kremlin thừa nhận Nga đang phải đối mặt với tình hình khó khăn, tuy nhiên nỗ lực của các nước nhằm cô lập Moscow sẽ không có tác dụng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, tình hình Nga hiện không hề dễ dàng, thậm chí có thể coi là khó khăn do cuộc chiến kinh tế chưa từng có từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Tuy nhiên, ông Peskov nói rằng, những khó khăn hiện nay đang tạo động lực để Nga và các nước thân thiện tìm kiếm những phương thức hợp tác mới, cơ chế hợp tác mới, cơ chế thanh toán tài chính mới. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, mọi nỗ lực nhằm bóp nghẹt Nga và loại bỏ Nga khỏi đời sống toàn cầu là vô vọng và bất khả thi. Nga không có ý định cô lập nền kinh tế nước này với phần còn lại của thế giới và đã đối phó với lệnh trừng phạt bằng việc thay thế các sản phẩm nhập khẩu quan trọng bằng các sản phẩm sản xuất trong nước. Việc duy trì liên lạc giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu EU bằng cách này hay cách khác vẫn là điều cần thiết. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi phát biểu với báo giới ngày 15 tháng 6. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Mỹ sẽ không chuyển đi bất kỳ đâu, châu Âu cũng vậy. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, Nga vẫn phải giữ liên lạc với họ. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc duy trì liên lạc giữa Nga và phương Tây có thể diễn ra chỉ dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và có tính đến những mối quan ngại của nhau, vấn đề an ninh và cùng có lợi. Khi được hỏi rằng liệu đây có phải là hy vọng mới trong việc tiếp tục quan hệ giữa Nga với phương Tây, ông Peskov nhấn mạnh đây là vấn đề của tương lai nhưng không gần. Về khả năng quan hệ giữa Nga và Mỹ có thể quay trở lại tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ hồi năm ngoái, ông Peskov cho rằng không chắc có thể xảy ra vì thực tế những gì đang diễn ra hiện nay. Ngày 15 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhiều vấn đề. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, từ đầu năm 2022 đến nay, dù thế giới trải qua nhiều biến động nhưng quan hệ song phương vẫn duy trì đà phát triển ổn định, hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước tiến triển đều đặn. Phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với Nga để thúc đẩy phát triển quan hệ song phương thực chất trong dài hạn. Khi trao đổi về tình hình Ukraine, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc luôn đánh giá tình hình một cách độc lập và kêu gọi các bên tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ổn thỏa với tinh thần trách nhiệm. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhận định quan hệ hợp tác thực chất giữa Nga và Trung tiếp tục phát triển ổn định từ đầu năm đến nay. Nga sẵn sàng củng cố hợp tác đa phương với Trung Quốc để thúc đẩy một thế giới đa cực, thiết lập trật tự quốc tế cân bằng và hợp lý hơn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thông báo Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ an ninh mới cho Kiev sẽ bao gồm pháo, vũ khí phòng thủ bờ biển, cùng đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà Ukraine yêu cầu trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt tại khu vực miền đông Donbass. Cùng với đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỷ đô la Mỹ, gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, NATO sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của Liên minh quân sự này ở Đông Âu như một phần của sự thích ứng với thế trận quốc phòng. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, kế hoạch chuẩn bị vũ khí và đạn dược trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên và chỉ định các đơn vị có khả năng triển khai nhanh chóng tại các quốc gia này. Theo đó, NATO quyết định tăng gấp đôi, từ 4 lên 8 các đơn vị chiến đấu bằng cách thành lập 4 đơn vị mới ở Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia. Quy định này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 tại Madrid, Tây Ban Nha. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thông qua một khái niệm chiến lược mới và một gói các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine. Đây là lần thứ ba các bộ trưởng quốc phòng của 30 quốc gia thành viên NATO và nhóm liên lạc do Mỹ dẫn đầu nhóm họp kể từ khi xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hôm 24 tháng 2. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Nhật Bản lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Pháp thăm Đông Âu nhằm trấn an đồng minh. Thụy Sĩ mở lại không phận sau sự cố liên quan đến máy tính. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio mới đây cho biết sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha trong tháng 6 này. Ông Kishida Fumio trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham dự một cuộc họp cấp cao của Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Cuộc họp kéo dài từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 được coi là thời điểm quan trọng với 30 nước thành viên của NATO 4 tháng sau khi Nga tấn công Ukraine. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng việc ông tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là lần đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản và ông dự định sẽ làm nổi bật mối liên hệ giữa các mối quan tâm an ninh ở châu Âu và châu Á. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm tới Romania và Moldova để khẳng định sự ủng hộ đối với các quốc gia được Pháp đánh giá là tuyến đầu và bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Romania và Moldova cùng các Bộ trưởng Ngoại giao Catherine Colonna và Bộ trưởng Quân đội Sebastian Leconu. Tại Romania, ông Macron đã đến thăm động viên 500 binh sĩ Pháp đóng tại căn cứ Miain Koganiseanu nằm ngay bên bờ Biển Đen và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Pháp đã điều động số binh sĩ này đến tăng cường cho lực lượng NATO tại đây. Văn phòng Tổng thống Pháp đánh giá, Romania cùng với Ba Lan và các quốc gia Baltic là những nước tuyến đầu và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột. Ngay trước thềm chuyến thăm của ông Macron, Bộ Quân đội Pháp ngày 13 tháng 6 đã ký thỏa thuận bán 18 pháo tự hành César Mark II cho Litva, một quốc gia nằm trong khu vực Baltic. Chuyến thăm Romania và Moldova cũng là chuyến đi đầu tiên của ông Emmanuel Macron đến Đông Nam châu Âu kể từ cuối tháng 2 năm 2022 vừa qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Tổng thống Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga và các nước châu Âu cũng sẽ có mặt tại đàm phán nhằm đạt được các đảm bảo về an ninh. Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Romania Klaus Iohannis sau cuộc thảo luận tại căn cứ không quân Miai Koganisio tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Đông Nam Romania, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp mong muốn xây dựng hòa bình và đã có những bước đi nhằm ngăn ngừa xung đột, đồng thời nhấn mạnh nếu muốn đạt được các đảm bảo về an ninh thì Tổng thống Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga. Ngoài ra, ông cho hay Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về mặt quân sự, kinh tế, tài chính và kế hoạch nhân đạo. Về phần mình, Tổng thống Romania nêu rõ, trọng tâm trong cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này là công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, ông khẳng định Romania sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine sang thị trường quốc tế. Thụy Sĩ đã mở cửa lại không phận sau khi một sự cố máy tính đã khiến những chuyến bay tại nước này bị gián đoạn trong vài giờ đồng hồ. Mới đây, Cơ quan Kiểm soát Không lưu Thụy Sĩ Skyguide cho biết các chuyến bay tại sân bay Gävle, Thụy Sĩ đã dần hoạt động trở lại sau khi một sự cố máy tính khiến Thụy Sĩ phải đóng cửa không phận. Sự cố trên diễn ra trong vài giờ, khiến các chuyến bay tại các sân bay chính của nước này không thể cất cánh. Không phận Thụy Sĩ hiện đã mở cửa trở lại. Giao thông hàng không qua Thụy Sĩ cũng như các hoạt động tại các sân bay quốc gia ở Geneva và Zurich cũng đã được nối lại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Trung Đông vào tháng 7 tới, với một trọng tâm là tìm cách hạ nhiệt giá dầu đang tăng phi mã trên thế giới. Giới phân tích nhận định, trọng tâm của chuyến công du Trung Đông dự kiến từ ngày 13 đến 16 tháng 7 của Tổng thống Joe Biden sẽ nhằm nối lại và thắt chặt hơn mối quan hệ với Ả Rập Xê Út, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đã xấu đi trông thấy sau những lùm xùm sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018. Tại Riyadh, ông Biden dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman nhằm thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và tình hình khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra tại Yemen. Bên cạnh đó, một trọng tâm khác của chuyến đi là nhiều khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ Ả Rập Xê Út và các nước Trung Đông trong việc tăng sản lượng dầu nhằm kiềm chế giá xăng dầu đang tăng phi mã trên toàn thế giới. Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật cho phép bảo vệ an ninh cho suốt ngày đêm cho các gia đình của các thẩm phán tòa án tối cao, một tuần sau khi một người đàn ông mang súng, dao bị bắt gần nhà của thẩm phán Brett Kavanaugh. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bảo vệ an ninh cho các thẩm phán tòa án tối cao với số phiếu áp đảo, 396 phiếu thuận, 27 phiếu chống. Tất cả số phiếu phản đối đều đến từ các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ. Các thành viên Đảng Dân Chủ lưu ý rằng các thẩm phán của tòa án tối cao sẽ được bảo vệ an ninh suốt ngày đêm, nhưng họ muốn một nhượng bộ nhỏ để bao gồm an ninh cho gia đình của các nhân viên tòa án, chẳng hạn như thư ký luật, những người làm việc cho các thẩm phán và giúp họ chuẩn bị các vụ kiện. Thượng viện đã nhất trí thông qua dự luật này vào tháng trước. Tổng thống Indonesia mới đây đã thông báo sẽ cải tổ nội các, bổ nhiệm một bộ trưởng thương mại mới, tiếp sau cuộc tranh cãi về hàng loạt chính sách đối với việc xuất khẩu dầu cọ. Mới đây, Tổng thống Indonesia đã đưa thông báo cải tổ nội các, bổ nhiệm bộ trưởng mới. Trong một buổi lễ chính thức tại dinh Tổng thống, ông Zulkifli Hasan, Chủ tịch Đảng ủy nhiệm quốc gia, cựu Bộ trưởng Lâm nghiệp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại. Cuộc cải tổ diễn ra sau khi cựu Bộ trưởng Thương mại Muhammad Lutfi phải đối mặt với áp lực chính trị về việc kiềm chế giá dầu ăn tăng cao ở trong nước, gồm cả lệnh cấm gây sốc đối với việc vận chuyển dầu cọ từ nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Ngày 15 tháng 6, Ukraine cho biết là Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía bắc vùng Luhansk. Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết là Nga đã tập trung lực lượng tấn công chính ở phía bắc vùng Luhansk và đang cố gắng tấn công đồng thời trên 9 hướng. Trong khi đó, thì Ukraine được cho là đã phớt lờ tối hậu thư của Nga về việc đầu hàng ở thành phố Svyatodonetsk, miền đông nước này và đồng thời kêu gọi thêm vũ khí từ các nước phương Tây. Ngày 15 tháng 6, Tổng thống Ukraine thông báo ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 được tổ chức ở Đức vào cuối tháng này. Ông Zelensky cũng cho biết là tham dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay sau đó ở Madrid, Tây Ban Nha, theo lời mời của Tổng thư ký NATO. Tuy nhiên, thì các nhà lãnh đạo Ukraine cho biết là không biết tham gia theo hình thức trực tiếp hay là trực tuyến. Tổng thống Ukraine hoài nghi cam kết của chính phủ Đức khi mà nhiều khí tài hiện đại mà Berlin hứa hẹn chưa được chuyển cho Kiev. Ông cho rằng tất cả các nhà lãnh đạo của các nước đối tác, trong đó có Thủ tướng Đức, hiểu rõ những gì Ukraine cần. Vấn đề là những đợt viện trợ vũ khí từ Đức vẫn không được như kỳ vọng. Thủ tướng Đức cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, thì Đức đến nay chưa chuyển giao những khí tài hiện đại này cho Ukraine, khiến lòng tin của Kiev và các đồng minh với chính quyền Thủ tướng đang dần suy giảm. Ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước NATO họp nhóm tại Brussels, Bỉ đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến. Trong đó thì bao gồm các loại vũ khí hạng nặng lẫn các hệ thống tấn công tầm xa. Gói viện trợ cụ thể sẽ được thông báo khi mà các nước NATO họp nhóm thượng đỉnh vào cuối tháng này tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trong khi đó thì NATO chưa công bố cụ thể thì các loại vũ khí viện trợ cho Ukraine. Trong chiều ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Ukraine một gói thiết bị quân sự tiếp theo trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm nhiều loại pháo tầm trung cũng như là tên lửa chống hạm. Hiện Mỹ vẫn là nước đang viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine. Mới đây, khi phát biểu tại Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng Mỹ đã có những danh sách việc làm có thể giúp cho Tổng thống Putin tháo gỡ các vấn đề an ninh mà ông ấy vướng phải. Nhưng ông Putin không muốn dùng ngoại giao mà quyết định phát động cuộc xâm lược bất công và vô cớ vào Ukraine. Bày tỏ hy vọng rằng sau khi nghiên cứu các bằng chứng về nỗ lực ngoại giao của Mỹ, thì Hà Nội vốn có quan hệ lâu năm với Nga và Ukraine sẽ có lập trường đúng đắn trong vấn đề này. Bởi quan điểm của Hà Nội trong cả hai cuộc bỏ phiếu chống Nga tại Liên Hợp Quốc đều không hợp ý chính quyền Mỹ. Trong một cuộc họp báo đặc biệt gần đây, Đại sứ về Tư pháp Hình sự Quốc tế Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tất cả các bên hỗ trợ các lực lượng quốc tế để điều tra các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Theo quan điểm của Mỹ là một cuộc điều tra cụ thể, công bằng, thu thập đầy đủ thông tin sẽ đảm bảo lợi ích của các bên.
Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay Mỹ đã đọc các báo cáo của phía Nga trình Liên Hợp Quốc, trong đó thì có các bằng chứng về tội ác chiến tranh ở Ukraine ở Donbass trong 8 năm qua. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ tư sau khi kế hoạch bao vây kiểm soát Kiev bất thành, thì quân đội Nga chuyển trọng tâm giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự sang vùng Donbass miền Tây Ukraine. Tuy nhiên thì ở hai giai đoạn này thì quân đội Ukraine vốn lép vế về binh lực đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Giới chức Ukraine cũng không phủ nhận điều này và mô tả tình hình ở Donbass hiện nay cực kỳ khó khăn. Giới chức quân sự và các nhà phân tích đều tin rằng cuộc chiến ở Donbass có ý nghĩa quyết định, tuy nhiên thì cuộc chiến ở miền Đông đang bộc lộ ra những bất lợi của Ukraine. Một trong những bất lợi lớn nhất là sự phụ thuộc vào khí tài của phương Tây, đặc biệt là vũ khí hạng nặng. Nếu như ở giai đoạn đầu phương Tây chủ yếu chuyển cho Ukraine các vũ khí cỡ nhỏ thì mang tính phòng vệ như là tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai, thì hiện giờ họ bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng với lý do tính chất của cuộc chiến đã thay đổi khốc liệt hơn nhiều. Tuy nhiên thì ngay cả khi các nước phương Tây viện trợ khí tài lớn cho Ukraine, để vận chuyển chúng đến Donbass không hề dễ dàng trong bối cảnh hạ tầng giao thông bị phá hủy và những lô vũ khí này trở thành mục tiêu của hỏa lực tầm xa Nga. Hơn nữa, việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng khí tài hiện đại của phương Tây cũng là một trở ngại lớn và ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến cho Ukraine không thể phát huy lợi thế trên chiến trường. Trong khi đó, thì địa hình ở Donbass cũng không giúp Ukraine phát huy lợi thế tác chiến đô thị như từng tới ở Kiev. Vùng Donbass có diện tích rộng lớn lên tới 50.000 km2 tiếp giáp với Nga ở cả phía Bắc và phía Nam. Với địa hình chống trải tầm nhìn không bị hạn chế thì các lực lượng quân sự có thể sử dụng đạn pháo tấn công từ xa nhằm vào vị trí của đối phương. Hai bên sẽ tìm cách bao vây đối phương sau đó dùng pháo binh để tấn công. Giới phân tích nhận định là cuộc chiến ở Donbass về cơ bản sẽ là cuộc chiến pháo binh. Ở thời điểm này thì Ukraine đang ở thế bất lợi hơn do hỏa lực hạn chế. Ukraine cũng bị áp đảo về lực lượng binh sĩ, một phần do không thể mạo hiểm tập trung lực lượng từ miền Bắc và miền Tây cho mặt trận miền Đông. Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine. Về tình hình chiến đấu của quân đội nước này tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những đợt tấn công trong 24 giờ qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng phòng thủ của Ukraine. Trong đó, một nhà kho lớn chứa số lượng đáng kể vũ khí và đạn dược mà các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chuyển cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị phá hủy. Một nguồn tin cho biết, trong số vũ khí trên có nhiều lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm được Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tấn công vào căn cứ không quân Voronezh của Ukraine và vô hiệu hóa nhiều thiết bị hàng không tại đây. Nhiều ga đường sắt với nhiệm vụ trung chuyển vũ khí mà phương Tây hỗ trợ cho Ukraine cũng đã bị tấn công dữ dội. Cuối cùng, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thêm một cường kích bom Su-25 của Ukraine đã bị Nga bắn hạ trong ngày hôm qua. Quân đội Nga cho biết sẵn sàng mở lại hành lang nhân đạo cho dân thường di tản khỏi nhà máy hóa chất Azov trước những lo ngại lực lượng Ukraine có thể phá vòng vây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã đề nghị Moscow mở một hành lang nhân đạo cho phép dân thường di tản khỏi nhà máy Azov, đồng thời khẳng định quân đội Nga sẽ tạo điều kiện để quá trình này diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ kế hoạch này do tất cả các cây cầu nối giữa hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk đều bị phá hủy. Moscow cho rằng Ukraine sẽ lợi dụng việc di tản để rút các đơn vị đang cố thủ ở Azov khỏi vòng vây. Thay vào đó, phía Nga đồng ý cho phép thường dân di tản về phía thị trấn Svatopolo do lực lượng ly khai Lugansk kiểm soát. Phía Nga cũng bày tỏ sự hoài nghi về việc quân đội Ukraine sẵn sàng cho phép dân thường rời khỏi Azov, đồng thời cáo buộc binh sĩ Ukraine đang lợi dụng người dân làm lá chắn ngăn lực lượng Nga tấn công vào nhà máy. Ngày 15 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow sẽ chấm dứt hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine nếu thấy phù hợp. Ông nhấn mạnh cam kết kiên định của Nga nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu chiến dịch quân sự. Ngoài ra, ông Ryabkov cho biết nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức của ông không sẵn sàng đàm phán, nếu những người đứng sau ông tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, bơm vũ khí cho Ukraine một cách điên cuồng, đó sẽ là lựa chọn của họ và điều đó thật đáng buồn và Nga sẽ không thể rút lui. Điện Kremlin thừa nhận Nga đang phải đối mặt với tình hình khó khăn, tuy nhiên nỗ lực của các nước nhằm cô lập Moscow sẽ không có tác dụng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, tình hình Nga hiện không hề dễ dàng, thậm chí có thể coi là khó khăn do cuộc chiến kinh tế chưa từng có từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Tuy nhiên, ông Peskov nói rằng, những khó khăn hiện nay đang tạo động lực để Nga và các nước thân thiện tìm kiếm những phương thức hợp tác mới, cơ chế hợp tác mới, cơ chế thanh toán tài chính mới. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định,
mọi nỗ lực nhằm bóp nghẹt Nga và loại bỏ Nga khỏi đời sống toàn cầu là vô vọng và bất khả thi. Nga không có ý định cô lập nền kinh tế nước này với phần còn lại của thế giới và đã đối phó với lệnh trừng phạt bằng việc thay thế các sản phẩm nhập khẩu quan trọng bằng các sản phẩm sản xuất trong nước. Việc duy trì liên lạc giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu EU bằng cách này hay cách khác vẫn là điều cần thiết. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi phát biểu với báo giới ngày 15 tháng 6. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Mỹ sẽ không chuyển đi bất kỳ đâu, châu Âu cũng vậy. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, Nga vẫn phải giữ liên lạc với họ. Tuy nhiên, ông cho rằng việc duy trì liên lạc giữa Nga và phương Tây có thể diễn ra chỉ dựa trên những nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và có tính đến những mối quan ngại của nhau, vấn đề an ninh và cùng có lợi. Khi được hỏi rằng liệu đây có phải là hy vọng mới trong việc tiếp tục quan hệ giữa Nga với phương Tây, ông Peskov nhấn mạnh đây là vấn đề của tương lai nhưng không gần. Về khả năng quan hệ giữa Nga và Mỹ có thể quay trở lại tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ hồi năm ngoái, ông Peskov cho rằng không chắc có thể xảy ra vì thực tế những gì đang diễn ra hiện nay. Ngày 15 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhiều vấn đề. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, từ đầu năm 2022 đến nay, dù thế giới trải qua nhiều biến động nhưng quan hệ song phương vẫn duy trì đà phát triển ổn định, hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước tiến triển đều đặn. Phía Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hợp tác với Nga để thúc đẩy phát triển quan hệ song phương thực chất trong dài hạn. Khi trao đổi về tình hình Ukraine, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn đánh giá tình hình một cách độc lập và kêu gọi các bên tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ổn thỏa với tinh thần trách nhiệm. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhận định quan hệ hợp tác thực chất giữa Nga và Trung tiếp tục phát triển ổn định từ đầu năm đến nay. Nga sẵn sàng củng cố hợp tác đa phương với Trung Quốc để thúc đẩy một thế giới đa cực, thiết lập trật tự quốc tế cân bằng và hợp lý hơn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thông báo Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ an ninh mới cho Kiev sẽ bao gồm pháo, vũ khí phòng thủ bờ biển, cùng đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà Ukraine yêu cầu trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt tại khu vực miền đông Donbass. Cùng với đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỷ đô la Mỹ, gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, NATO sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của Liên minh quân sự này ở Đông Âu như một phần của sự thích ứng với thế trận quốc phòng. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, kế hoạch chuẩn bị vũ khí và đạn dược trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên và chỉ định các đơn vị có khả năng triển khai nhanh chóng tại các quốc gia này. Theo đó, NATO quyết định tăng gấp đôi, từ 4 lên 8 các đơn vị chiến đấu bằng cách thành lập 4 đơn vị mới ở Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia. Quyết định này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 tại Madrid, Tây Ban Nha. Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thông qua một khái niệm chiến lược mới và một gói các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine. Đây là lần thứ ba các bộ trưởng quốc phòng của 30 quốc gia thành viên NATO và nhóm liên lạc do Mỹ dẫn đầu nhóm họp kể từ khi xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hôm 24 tháng 2. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Nhật Bản lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Pháp thăm Đông Âu nhằm trấn an đồng minh. Thụy Sĩ mở lại không phận sau sự cố liên quan đến máy tính. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio mới đây cho biết sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha trong tháng 6 này. Ông Kishida Fumio trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham dự một cuộc họp cấp cao của Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Cuộc họp kéo dài từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 được coi là thời điểm quan trọng với 30 nước thành viên của NATO 4 tháng sau khi Nga tấn công Ukraine. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng việc ông tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là lần đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản và ông dự định sẽ làm nổi bật mối liên hệ giữa các mối quan tâm an ninh ở châu Âu và châu Á. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm tới Romania và Moldova để khẳng định sự ủng hộ đối với các quốc gia được Pháp đánh giá là tuyến đầu và bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Romania và Moldova cùng các Bộ trưởng Ngoại giao Catherine Colonna và Bộ trưởng Quân đội Sébastien Lecornu. Tại Romania, ông Macron đã đến thăm động viên 500 binh sĩ Pháp đóng tại căn cứ Mihai Eminescu
nằm ngay bên bờ biển Đen và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Pháp đã điều động số binh sĩ này đến tăng cường cho lực lượng NATO tại đây. Văn phòng Tổng thống Pháp đánh giá, Romania cùng với Ba Lan và các quốc gia Baltic là những nước tuyến đầu và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột. Ngay trước thềm chuyến thăm của ông Macron, Bộ Quân đội Pháp ngày 13 tháng 6 đã ký thỏa thuận bán 18 pháo tự hành César Mark II cho Litva, một quốc gia nằm trong khu vực Baltic. Chuyến thăm Romania và Moldova cũng là chuyến đi đầu tiên của ông Emmanuel Macron đến Đông Nam châu Âu kể từ cuối tháng 2 năm 2022 vừa qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Tổng thống Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga và các nước châu Âu cũng sẽ có mặt tại đàm phán nhằm đạt được các đảm bảo về an ninh. Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Romania Klaus Iohannis sau cuộc thảo luận tại căn cứ không quân Mihai Coganisio tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Đông Nam Romania, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp mong muốn xây dựng hòa bình và đã có những bước đi nhằm ngăn ngừa xung đột, đồng thời nhấn mạnh nếu muốn đạt được các đảm bảo về an ninh thì Tổng thống Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga. Ngoài ra, ông cho hay Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về mặt quân sự, kinh tế, tài chính và kế hoạch nhân đạo. Về phần mình, Tổng thống Romania nêu rõ, trọng tâm trong cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo này là công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, ông khẳng định Romania sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine sang thị trường quốc tế. Thụy Sĩ đã mở cửa lại không phận sau khi một sự cố máy tính đã khiến những chuyến bay tại nước này bị gián đoạn trong vài giờ đồng hồ. Mới đây, Cơ quan Kiểm soát Không lưu Thụy Sĩ Skyguide cho biết các chuyến bay tại sân bay Gävle, Thụy Sĩ đã dần hoạt động trở lại sau khi một sự cố máy tính khiến Thụy Sĩ phải đóng cửa không phận. Sự cố trên diễn ra trong vài giờ, khiến các chuyến bay tại các sân bay chính của nước này không thể cất cánh. Không phận Thụy Sĩ hiện đã mở cửa trở lại, giao thông hàng không qua Thụy Sĩ cũng như các hoạt động tại các sân bay quốc gia ở Geneva và Zurich cũng đã được nối lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Trung Đông vào tháng 7 tới, với một trọng tâm là tìm cách hạ nhiệt giá dầu đang tăng phi mã trên thế giới. Giới phân tích nhận định, trọng tâm của chuyến công du Trung Đông dự kiến từ ngày 13 đến 16 tháng 7 của Tổng thống Joe Biden sẽ nhằm nối lại và thắt chặt hơn mối quan hệ với Ả Rập Xê Út, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đã xấu đi trông thấy sau những lùm xùm sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018. Tại Riyadh, ông Biden dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman nhằm thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và tình hình khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột đang diễn ra tại Yemen. Bên cạnh đó, một trọng tâm khác của chuyến đi là nhiều khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ Ả Rập Xê Út và các nước Trung Đông trong việc tăng sản lượng dầu nhằm kiềm chế giá xăng dầu đang tăng phi mã trên toàn thế giới. Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật cho phép bảo vệ an ninh cho suốt ngày đêm cho các gia đình của các thẩm phán tòa án tối cao, một tuần sau khi một người đàn ông mang súng, dao bị bắt gần nhà của thẩm phán Brett Kavanaugh. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bảo vệ an ninh cho các thẩm phán tòa án tối cao với số phiếu áp đảo, 396 phiếu thuận, 27 phiếu chống. Tất cả số phiếu phản đối đều đến từ các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ. Các thành viên Đảng Dân Chủ lưu ý rằng các thẩm phán của tòa án tối cao sẽ được bảo vệ an ninh suốt ngày đêm, nhưng họ muốn một nhượng bộ nhỏ để bao gồm an ninh cho gia đình của các nhân viên tòa án, chẳng hạn như thư ký luật, những người làm việc cho các thẩm phán và giúp họ chuẩn bị các vụ kiện. Thượng viện đã nhất trí thông qua dự luật này vào tháng trước. Tổng thống Indonesia mới đây đã thông báo sẽ cải tổ nội các, bổ nhiệm một bộ trưởng thương mại mới, tiếp sau cuộc tranh cãi về hàng loạt chính sách đối với việc xuất khẩu dầu cọ. Mới đây, Tổng thống Indonesia đã đưa thông báo cải tổ nội các, bổ nhiệm bộ trưởng mới. Trong một buổi lễ chính thức tại dinh Tổng thống, ông Zulkifli Hasan, Chủ tịch Đảng ủy nhiệm quốc gia, cựu Bộ trưởng Lâm nghiệp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại. Cuộc cải tổ diễn ra sau khi cựu Bộ trưởng Thương mại Muhammad Lutfi phải đối mặt với áp lực chính trị về việc kiềm chế giá dầu ăn tăng cao ở trong nước, gồm cả lệnh cấm gây sốc đối với việc vận chuyển dầu cọ từ nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.